Chào các bạn, hôm nay phong thủy may mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Quý Tỵ trong năm 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ, phong thủy may mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Quý Tỵ trong năm 2020. Nói chung, đây là năm vượng tài vượng lộc nhưng lại rất khó khăn trong việc thăng quan tiến chức. Phong thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với phong thủy may mắn để nhận được phần quà này nhé. Còn bây giờ, hãy cùng phong thủy may mắn khái quát chung về tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Trường Lưu Thủy, có ngày sinh từ mùng 2 tháng 2 năm 1953 đến ngày mùng 2 tháng 2 năm 1954. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét đến nam mệnh. Về sự nghiệp, năm 2020 tuổi Tỵ phần nào chịu ảnh hưởng của Thái Tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bề nắm bắt. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này, tuy nhiên bản mệnh cũng cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân, bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Năm 2020 này tuổi Tỵ không có cơ may thăng quan tiến chức, nhưng bản mệnh đừng vì thế mà buông xuôi, càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn, nắm bắt từng cơ hội dù ít ỏi để chứng minh, thể hiện năng lực của mình để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió. Khuyên nam mệnh nên thỉnh bát bảo tâm kinh vào vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Xét về tài lộc, xét về đường tài lộc của tuổi Quý Tỵ năm 2020 có thể do canh kim lộ xuất thiên tài mà chính tài sinh chính quan tọa tại Tý Thủy nên bị cản trở trong công việc chính. Thủy hỏa bất dung khiến cho thu nhập từ công việc chính khó bề gia tăng. Tài lộc trong năm Canh Tý chủ yếu là những nguồn thu phụ. Thái Tuế hóa thiên tài, đầu tư ngắn hạn sẽ có lợi hơn. Đừng tham lam mà đầu tư lâu dài, dễ xảy ra bất trắc. Càng không nên đầu tư mạo hiểm hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Nếu có dự định đầu tư thì cần phải tìm hiểu rõ về các quy định của pháp luật, áp dụng đúng quy định, đồng thời xem xét thật kỹ để tránh những tổn thất thiệt hại nghiêm trọng. Nên kiếm thêm việc làm thêm, thu nhập từ nghề tay trái sẽ ổn định và vững vàng hơn, góp ít thành nhiều, tích tiểu thành đại, chăm chỉ làm lụng thì tất cả sẽ có được một khoản kha khá để cuộc sống được dư giả hơn. Để tài lộc tăng thì hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng theo đó mà tăng. Còn xét về tình cảm, đường tình duyên năm 2020 của tuổi Quý Tỵ trong năm Canh Tý này, Thái Tuế Tý Thủy ngự tại chính quan tinh, Tuế Can ngự tại thiên tài tinh. Con giáp này có nhân duyên khắc phái vô cùng lý tưởng. Nhân duyên này không phải đào hoa vận, đơn giản là bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với người khác phái. Do Tý Thủy và Tỵ họa xung khắc nên nhân duyên trời chỉ xe tới đó. Việc thành đôi hay không thì hoàn toàn do con giáp này quyết định. Vì thế dù là nam mệnh hay là nữ mệnh thì tuổi Tỵ cũng cần phải học cách bao dung, bỏ qua cho nhau. Hãy nhìn vào mặt tích cực, suy nghĩ lạc quan để có thể đến gần hơn với hạnh phúc của riêng mình. Sự tinh tế và óc quan sát nhạy bén sẽ giúp con giáp này khá nhiều trong việc tìm thấy một nửa kia của mình. Nếu không thì con đường tình duyên của những chú rắn sẽ còn rất nhiều gập ghềnh trắc trở. Xét về sức khỏe của tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, năm 2020 tình hình sức khỏe của tuổi Quý Tỵ khá ổn định, không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Tuy nhiên do ngũ hành thủy hỏa xung khắc nên vẫn ẩn chứa một số hiểm họa nhỏ dễ gây cho con giáp này bị thương. Tỵ họa tượng trưng cho tim, mắt, vì thế bản mệnh cần nhớ đừng tự tạo ra quá nhiều áp lực cho mình, cần lưu ý giữ cho mắt được nghỉ ngơi thoải mái, cũng như là lựa chọn tư thế ngồi và thói quen sinh hoạt điều độ khoa học. Trong năm thì hạn chế đến những nơi nhiều nước, ẩm ướt, tối tăm hay là có nhiều tà khí sẽ đẩy bản thân vào nguy hiểm, có thể bị xung sát gây thương tật.
hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an, sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú, giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Thứ hai, chúng ta cùng xét đến nữ mệnh. Về phương diện cuộc sống gia đạo của nữ mệnh Quý Tỵ trong năm 2020, tình cảm luôn mặn nồng, êm ấm. Có đôi lúc xảy ra những chuyện thị phi miệng tiếng nhưng quý bà tuổi Quý Tỵ có thể giải quyết trong tầm tay dễ dàng. Xét về phương diện sức khỏe, trong năm 2020, nữ mệnh Quý Tỵ nên chú ý bệnh do tâm linh gây ra, ốm đau mà lâu khỏi. Hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an, sức khỏe. Còn xét về phương diện làm ăn sự nghiệp, công việc làm ăn bình thường, không nên thay đổi công việc làm ăn trong năm này. Tài chính tiền bạc của quý bà Quý Tỵ, tiền bạc làm ra không được bao nhiêu, tuy nhiên cũng lại phải chi tiêu và hao tán nhiều trong cuộc sống. Khuyên người mệnh Quý Tỵ hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp giúp chiêu quý nhân, hóa giải thị phi miệng tiếng, có quý nhân phù trợ thì chắc chắn sẽ tránh được vận hạn tai ương. Vòng tam hợp của phong thủy may mắn được làm từ gỗ huyết long quý kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ in hình 3 con linh vật Tỵ, Dậu, Sửu sẽ đem lại cho con giáp này vượng về hậu vận. Xét về tình cảm, với những người nữ tuổi Quý Tỵ, để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình bồ bịch linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Quý Tỵ trong năm 2020. Tử vi tháng 1 âm lịch, xem tử vi tháng riêng năm Canh Tý, tuổi Tỵ vận trình tổng thể bình hòa, tuy nhiên có thêm nhiều điều phiền não trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Xét về sự nghiệp của bản mệnh trong năm 2020 này, tuổi Tỵ có thể dựa vào năng lực của chính mình, tuy nhiên sự ưu ái của lãnh đạo có thể khiến cho bạn bị đồng nghiệp đố kỵ và tìm cách hãm hại, nên học cách sống khiêm nhường, đừng tỏ ra quá là nổi trội. Trong cuộc sống, tuổi Quý Tỵ không chỉ gặp khó khăn trong việc giải quyết các sự cố mà còn thường bị thực tế tạt cho gáo nước lạnh. Con giáp này cần phải giữ được sự quyết tâm và kiên trì của mình, dùng thái độ lạc quan để đón nhận những thử thách của cuộc đời. Tử vi tháng 2 âm lịch, xem tử vi người cầm tinh con rắn sinh năm 1953. Trong tháng 2 âm lịch, đường tài lộc có nhiều bước tăng tiến bất ngờ, tuy nhiên vận trình tình duyên của bản mệnh lại sa sút đến mức thảm hại, thậm chí có thể nói là chưa bao giờ tệ tới như vậy. Trong tháng này thì bản mệnh có nguồn thu nhập khá là tốt, có thể may mắn tới độ mua vé số hay là rút thăm trúng thưởng cũng có tiền về tay. Các khoản đầu tư cũng mang lại nguồn thu khả quan, cuộc sống nhờ thế mà dễ thở hơn nhiều. Bản mệnh nên kịp thời điều chỉnh tâm trạng, xoay chuyển sự tập trung của mình sang những chuyện khác, đừng để sự tổn thương trong tình cảm ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của mình. Tử vi tháng 3 âm lịch, tháng 3 âm lịch tuổi Quý Tỵ vận trình khá là ổn định, nhất là nửa cuối tháng, tiềm năng phát triển cực lớn, con giáp này có thể có cơ hội thể hiện năng lực toàn diện của mình. Vào cuối tháng thì bản mệnh có thể được cấp trên xem xét, cân nhắc lên vị trí tốt hơn, nên tranh thủ bồi dưỡng, học hỏi thêm kiến thức và kỹ năng cho mình. Bản mệnh cần phải tận dụng tinh thần đồng đội hết mức có thể, như vậy hiệu quả làm việc mới được đảm bảo, giúp lợi nhuận thu về đạt được ở mức lớn nhất. Tử vi tháng 4 âm lịch, xem tử vi tháng 4 âm lịch tuổi Tỵ, công việc khá là ổn định, tuy nhiên thì cần phải lưu tâm hơn đến vấn đề sức khỏe. Bản mệnh không gặp vấn đề gì quá lớn trong công việc, tuy đôi lúc có những sai sót nhỏ nhưng về tổng thể vận trình vẫn khá là tốt, được cấp trên và quý nhân luôn nâng đỡ. Có điều xét về phương diện sức khỏe thì con giáp này cần phải lưu ý đến mắt, nên thường xuyên giữ vệ sinh cho đôi mắt, không nên tiếp xúc với các thiết bị điện tử trong một thời gian quá dài, đồng thời nên lựa chọn các loại thực phẩm tốt cho mắt để cải thiện chất lượng của đôi mắt. Tử vi tháng 5 âm lịch, người tuổi Quý Tỵ trong tháng 5 âm không được may mắn cho lắm. Dù là công việc, tình duyên hay là tài lộc thì đều không như ý, mọi chuyện lộn xộn, khó giải quyết. Còn xét về tài vận, người làm ăn kinh doanh nên thận trọng, kẻo bị tiểu nhân trả thù, đối thủ cạnh tranh chơi xấu, khiến cho tài lộc tổn hao, kinh doanh tổn thất lớn, thu nhập thì giảm sút nghiêm trọng. Tử vi tháng 6 âm lịch, coi bói tử vi tháng 6 âm, người tuổi Quý Tỵ sẽ có những biến động về sự nghiệp và tình duyên. Bạn cảm thấy hoang mang, mờ mịt về tương lai phía trước. Con giáp này không tập trung khi làm việc, do đó mà mắc phải không ít sai sót, bị cấp trên phê bình, khiển trách nhiều lần. Nên tự kiểm điểm bản thân, hiểu rõ mục tiêu mình đang theo đuổi.
cần định hướng rõ mục tiêu mình đang hướng đến. Nếu còn cảm thấy mơ hồ thì nên xin sự giúp đỡ của bạn bè, người thân để không lầm đường lạc lối. Tử vi tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con giáp này. Bản mệnh không phải lo về sức khỏe, nhưng lòng dạ rối bời khi truyền tình cảm chẳng đâu vào đâu. Người đã kết hôn thì cảm thấy nhàm chán nhạt nhẽo với cuộc sống hôn nhân. Những cơn sóng tình không còn thường xuyên xuất hiện, sự ổn định của gia đình lại khiến cho bản mệnh sợ hãi vì mình dần mất đi tình yêu như trước. Thời điểm này trong năm thì thời tiết khô nóng, bản mệnh cần phải lưu ý đến chuyện ăn uống, không nên ăn những đồ ăn lạnh quá nhiều, dễ hại cho dạ dày. Tử vi tháng 8 âm lịch, tháng 8 âm lịch tuổi Quý Tỵ có được những bước phát triển tốt trong sự nghiệp. Nửa cuối tháng sẽ thấy sự tăng tiến rõ rệt, sự nghiệp thì đi lên, tỷ lệ thuận với tài lộc thu về tay, chẳng cần phải lo lắng về vấn đề tài chính. Trong công việc thì con giáp này tập trung làm việc sắp xếp cho hiệu quả công việc tăng mạnh, nhất là những bạn làm nghề bất động sản, tài chính, bảo hiểm. Thành tích đạt được trong tháng không tồi, nhờ các mối quan hệ xã giao mà có lượng khách hàng lớn, lợi nhuận thu về cũng tăng lên, được cấp trên công nhận năng lực, đồng nghiệp thì ngưỡng mộ. Tử vi tháng 9 âm lịch, tuổi Quý Tỵ vẫn giữ vững phong độ làm việc như tháng trước, vận trình sự nghiệp hanh thông rộng mở. Tuy nhiên thì chuyện tình cảm lại chẳng được như mong muốn. Cần phải thận trọng bởi trong tháng có hung tinh đeo bám, bản mệnh dễ vì theo đuổi những thứ phù phiếm mà quên đi mất những thứ thân thuộc xung quanh mình, theo đuổi hào quang mà đánh mất người thân bạn bè. Tử vi tháng 10 âm lịch, bước qua tháng 10 âm lịch, những tháng cuối cùng trong năm Canh Tý, tuổi Quý Tỵ sẽ phải đối mặt với những trở ngại khá lớn trong sự nghiệp, dễ tụt dốc nhanh chóng bởi chính bạn cũng không thể ngờ tới, đồng thời thì tâm lý của mệnh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trạng thái tinh thần tiêu cực này kéo dài có thể đẩy những phản ứng của bản mệnh trở nên tồi tệ hơn theo từng ngày, công việc thì khó bề hoàn thành tốt mà sức khỏe thì cũng sa sút rõ rệt. Bản mệnh nên tìm cách điều chỉnh tâm lý kịp thời, tránh để sinh bệnh, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng cần nhìn vào hướng tích cực của nó, sẵn sàng các phương án ứng phó kịp thời. Tử vi tháng 11 âm lịch, tháng 11 âm là thời điểm mà bản mệnh chưa tìm được cách để thoát khỏi những rắc rối trong công việc. Chẳng những thế, đường tình duyên của tuổi Quý Tỵ cũng chẳng hề khởi sắc, bạn dễ mắc phải sai lầm, dẫn đến rạn nứt nghiêm trọng trong chuyện tình cảm. Về phương diện công việc, con giáp này vẫn phải đối mặt với đủ những khó khăn trở ngại. Riêng người làm kinh doanh thì rất hay bị đối thủ tìm cách trả thù, hạ gục. Cả tiền đồ và tài lộc đều không có gì rõ ràng, dễ lâm vào ngõ cụt. Người tuổi Quý Tỵ trong tháng cuối cùng năm Canh Tý sẽ có được những bước lội ngược dòng ngoạn mục, dù là chuyện công việc, tiền bạc hay là tình cảm đều khá suôn sẻ thuận lợi. Trong công việc thì con giáp này được quý nhân nâng bước, cấp trên và đồng nghiệp ưu ái giúp đỡ nhiều, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, có nhiều khả năng tăng lương thăng chức vào cuối năm này. Chuyện tình cảm thì phát triển khá là lý tưởng, vận đào hoa. Những người còn độc thân thì có thể dựa vào sức hấp dẫn của chính mình để thu hút sự chú ý của người khác phái. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Tử vi tuổi Quý Tỵ trong năm 2020 cho thấy con giáp này đang phải gặp khó khăn trong việc phát triển sự nghiệp của mình. Tài lộc tới tay không ít, nhưng giữ lại cho mình thì chẳng được là bao nhiêu. Trong năm, dễ gặp chuyện bất bình, thậm chí có thể vướng vào vòng lao lý. Tình cảm gia đình thì cũng đang không được lý tưởng cho lắm, tồn tại nhiều mâu thuẫn bất đồng, có thể bằng mặt mà không bằng lòng, áp lực lớn ảnh hưởng tới nhiều đến sức khỏe. Con giáp này cần phải chú ý để giải tỏa áp lực cho mình. Theo phong thủy năm Canh Tý thì phương vị Đông Bắc là đào hoa vị, là vị trí quyết định nhiều đến chuyện tình cảm của gia đình. Mệnh chủ nên giữ cho vị trí này sạch sẽ, gọn gàng để cát khí vượng, gia đình được êm ấm, hòa thuận. Người mệnh này cũng có thể đặt một số vật phẩm vượng đào hoa ở phương vị này, ví dụ như là đôi chim uyên ương, quả cầu thạch anh hồng, có thể tham khảo thêm các mẹo phong thủy tình yêu hôn nhân để tình cảm ngày càng thêm vượng. Ngoài ra, cung Đông Nam có sao lục bạch là sao thoái vận bay vào. Nếu bàn ghế giường ngủ nằm ở hướng Đông Nam thì trong năm công việc dễ gặp khó khăn trở ngại. Nếu có thể thì gia chủ nên xem xét thay đổi hướng đặt đồ để hóa giải những xung khắc do phong thủy không hợp gây ra. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Quý Tỵ, Thái Tuế Phủ làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như là thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.